Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý Phật tử, hôm nay thầy nhận được một câu hỏi của một Phật tử ở từ miền Tây gửi về để hỏi thầy. Đó là: kính bạch thầy, gia đình của con sống bằng nghề đánh bắt cá và sau này con được nghe Phật pháp, được quy y Tam Bảo, con biết sát sanh là tội ác, con chuyển đổi nghề nghiệp không sát sanh nữa. Gia đình chúng con sống bằng một nghề lương thiện hơn, nhưng tại sao vẫn lận đận, vẫn thiếu hụt, không được may mắn như bao gia đình khác? Có phải chăng là do cái nghiệp sát sanh của chúng con quá nặng? Thì thầy xin thưa, đây cũng là tâm lý chung của một số Phật tử, của một số gia đình. Bởi vì khi chưa quy y, chúng ta không có bị ràng buộc về cái giới sát sanh. Chúng ta có thể làm đồ tể, mổ heo, giết gà, hoặc là chúng ta đánh bắt cá để sinh sống. Nhưng khi biết được Phật pháp, chúng ta phát tâm quy y rồi đó, thì cái giới đầu tiên quý thầy bắt chúng ta giữ đó là giới sát sanh. Rồi vì giữ giới mà cái công việc làm ăn, cái nghề nghiệp của chúng ta đang làm, đang thực hiện đó phải ngưng lại, phải thay đổi. Nếu như chúng ta có phước lành, chúng ta may mắn á, thì tìm được một cái công việc ổn định hoặc là tốt hơn. Chúng ta kém phước lành, kém may mắn thì chúng ta chuyển đổi sang một cái công việc nó đem đến thu nhập thấp hơn, để rồi từ đó gia đình lâm vào hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Thầy thưa thế này, thực tế mà nói không phải giữ giới mà chúng ta trở thành người thiếu trước hụt sau. Giữ giới là chúng ta có đức, giữ giới là chúng ta có phước, giữ giới là chúng ta tránh đi cái nghiệp ác, tránh đi cái quả báo nặng nề sau này. Các vị đừng có nản lòng, đừng có thối chí. Công việc làm ăn á, thì nay vầy mai khác, cuộc đời thăng trầm biến đổi. Cho nên ông bà mình nói không ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời. Các vị thấy ngày nay trong xã hội này có những người bây giờ lận đận cơ cực nhưng họ có ý chí phấn đấu, họ sống và làm việc nỗ lực, họ tinh cần, họ cố gắng đem hết cái tâm lực, trí lực và sức lực của mình để phấn đấu cái nghề nghiệp đó, thì sau này tự nhiên họ sẽ thành công, hoặc là ít hoặc là nhiều, họ cũng có một đời sống tốt hơn, khá hơn. Còn có những người bây giờ thọ hưởng xa hoa của tiền dư giả, như họ sống sống tốt, họ không nỗ lực làm ăn, hoặc là họ làm ăn phi pháp, họ phạm vào pháp luật, họ trái đạo đức, thì chắc chắn nay mai họ sẽ suy sụp, họ sẽ sụp đổ về cả cơ ngơ, tài sản lẫn cả tình cảm và tất cả những mối liên hệ xung quanh. Rất nhiều người làm đại gia mà tra chân vô tù. Hôm nay ngủ trên giường ngọc chiếu ngà, ở trên lầu cao gác tía, nhưng mà rồi ngày mai, thưa các vị, vào trong khung sắt ngồi ảm đạm, cơm ngày ba bữa cũng không có ăn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái quan trọng ở đây đó là chúng ta sống làm sao đừng sai phạm đạo đức, sống làm sao đừng sai phạm giới luật. Còn cuộc sống có lúc khó khăn, có lúc rồi nó cũng lận đận, nhưng thưa các vị, cái khó nào rồi nó cũng qua, cái lận đận rồi nó cũng hết, chứ không có cái chuyện mà khó khăn hoài. Bởi vì chúng ta là người đang thực tập, chúng ta đang sống và thực hành theo lời của Đức Phật dạy, khó khăn nó chỉ là giai đoạn. Từ cái việc mà các vị chuyển đổi nghề nghiệp, từ bỏ nghề nghiệp á, thì thầy thưa rằng xã hội ngày hôm nay có rất nhiều và rất nhiều những cái việc làm mà không sai phạm đạo đức, không sai phạm giới luật của Đức Phật dạy. Các vị nên tìm hiểu, nên nghiên cứu, có thể bắt đầu học hỏi, bắt đầu tìm tòi, và chúng ta tự trau dồi cho mình kiến thức, tự trau dồi cho mình kỹ năng, rồi cố gắng phấn đấu, không xa thì các vị sẽ thành công. Đừng có nghĩ rằng do trước đây sát sanh chúng ta có tiền, do trước đây mổ heo giết gà có tiền, do trước đây đi đánh cá có tiền, còn bây giờ từ bỏ hết là chúng ta nghèo nàn, rồi các vị lại không giữ giới, các vị lại trở về con đường xưa, thì xin thưa rằng
Rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Các vị như vậy thì hiểu chưa đúng chánh pháp của Đức Phật. Các vị nên thấy rằng cái khó khăn này nó không phải là cái việc chúng ta giữ giới mà dẫn đến khó khăn, mà đó chính là cái nhân quả đời trước chúng ta đã tạo, hoặc trong đời sống hiện tại của chúng ta làm không tốt mọi việc mà thôi. Vô cuộc sống này đó, nên cố gắng phấn đấu, nỗ lực bằng những việc làm lương thiện, bằng cái tâm lương thiện, bằng hành động lương thiện, bằng lời nói lương thiện, thì chúng ta gặt hái được quả lành, chúng ta gặt hái được thành công. Các vị hãy tin đi, lời Phật dạy để con người giàu có về đạo đức, lời Phật dạy để con người giàu có về tinh thần, và lời Phật dạy để con người giàu có về vật chất, chứ không phải Đức Phật dạy để chúng ta trở thành một con người nghèo nàn hay bần cùng khốn khổ. Cầu mong cho các vị vững niềm tin và có công việc tốt lành hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.